Thưa thầy, khi mà một người tham dự Mandala thì nếu mà cho đó là một cái chương trình tu tập thì họ vẫn mong là họ chuyển được cái nghiệp của họ, thì cái điều đó có nghĩa thế nào? Thứ nhất câu hỏi có là chuyển nghiệp là gì, mà cái điều đó có thể thực hiện được không thưa thầy? Cái chuyện mà chuyển nghiệp là một cái chuyện mà rất là sâu sắc và thực tế vô cùng, vì con người mình lúc nào cũng cần phải thay đổi cả. Thì cái sự thay đổi con người của mình ấy, là một cái đề tài mà lớn nhất ở trong, không phải là cái cuộc sống mà thôi, mà trong cái trí huệ của cổ nhân ấy, cái sự thay đổi để cho mình tiến hóa, mình tu lên, mình vượt lên, mình trở thành con người mới đó. Cái đề tài đó gần như là cái chủ chốt của cái sự suy nghĩ mà cấp tiến nhất của các nhà triết gia từ xưa. Đức Phật lúc nào cũng muốn mình tiến hóa cả, Ngài không muốn mình ngừng lại. Ngài Lão Tử đó, khi mà cái cuốn mà Đạo Đức Kinh đó, viết ra đó, thì bây giờ người ta không hiểu là cuốn đó có phải thật sự là Lão Tử viết hay không. Vì những cái tư tưởng rất là tiến bộ, và tư tưởng nó dạy cho mình nó làm sao đó mình không ngừng tiến hóa. Như nước chảy là nước nó cứ chảy hoài xuống chỗ thấp nhất. Rồi. Cho nên cái chuyện mà thay đổi để cho mình cải thiện, mình tốt hơn đó. Bây giờ đó thì nước Mỹ trong 30-40 năm nay đó, là mới có một cái section, một cái tù ở trong cái nhà sách. Cái tù đó gọi là self help, làm sao để mình hiểu biết chính mình và tự lo cho chính mình, tự thay đổi chính mình. Việt Nam từ từ bây giờ cũng ăn bắt cũng dịch ra tất cả những cuốn sách đó. Bên Đài Loan là dịch ra tiếng Tàu đó, tiếng Quan Thoại đó, mà cái chữ viết và là chữ viết của chính thể đó, chứ không phải là chữ viết mà giản đơn, mà chữ viết phức tạp của họ đó. Họ viết ra rất là nhiều, dịch ra rất là nhiều. Cho nên người Đài Loan họ tiến bộ rất là mau, là bởi vì họ đọc tất cả các sách của Tây phương. Và con người của mình đó, là cái văn hóa của Âu Tây đó, là mình thay đổi cái điều kiện sống, từ đó con người mình thay đổi. Thay Thì đổi. cái đó gọi là chuyển nghiệp ở đây. Khoan, vì cái nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động, nghiệp tức là cuộc sống, nghiệp là cái tư tưởng của mình, nghiệp là những cái gì mình làm, cái gì mình nói, cái gì mình suy tư. Thì đương nhiên chị ngồi ở đây, cái nhờ có cái vải mà chị mặc áo, nhờ có những cái phương tiện technology của mới, cho nên chị mới có cái hành động như thế này, chị có những tư tưởng như thế này và chị có lời nói thế này. Cho nên đó, thầy muốn nói là cái sự thay đổi, cái chuyển nghiệp đó, nó độc đáo. Cái chữ đó là mình đừng có nghĩ là chuyển nghiệp là ôi yeah, mình vô cái pháp hội nó chuyển nghiệp. Không phải, mình phải nghĩ rằng đó cái đề tài chuyển nghiệp là cái đề tài mà mình đã làm cả 3.000 năm nay trong cái lịch sử nhân loại. Lấy cái gì là mình ở Âu Châu, Âu phương đó, người ta Âu Tây, người ta Mỹ và Âu Châu, người bên Tây phương đó, thì mình chuyển nghiệp hay là họ chuyển nghiệp bằng cách gì? Họ thay đổi cái hoàn cảnh sống. Làm sao thay đổi hoàn cảnh sống? Họ chế tạo ra cái vật liệu đó làm cho nó thay đổi những cái chuyện xung quanh. Cho nên họ chế tạo cái vật chất để mà thay đổi chính họ. Đó là chuyển nghiệp, họ chuyển nghiệp rõ ràng. Chứ nếu không đó, các bạn quay lại Nam Mỹ của những cái bộ lạc là cả ngàn năm nay họ không thay đổi gì cả, vì họ không bao giờ có được những cái phương tiện, cái mình gọi là phương tiện sản xuất, cái danh từ chuyên nghiệp, nhưng mà thật sự là mình gọi đó là những cái dòng cung công cụ, cái dụng cụ, chế ra những dụng cụ đó. Là bây giờ mình dùng khoa học kỹ thuật, cái trí thức của mình để mình không ngừng mình tạo cái dụng cụ mới, rồi mình tạo ra dụng cụ mới giúp cho mình mới control hay là quản chế được cái thiên nhiên, quản chế được cái môi trường sống. Vâng, cho nên là cái chuyện chuyển nghiệp không phải là chuyện mới, chuyện đó là chuyện nó xảy ra cả cái lịch sử nhân loại, là một cái lịch sử mà mình không ngừng chuyển biến, và mình làm sao mình có thể tự trị được, mình có thể làm sao mình có thể làm chủ được cái thiên nhiên, chủ cuộc sống của mình. Thì trong cái quá trình như vậy đó, thì từ từ người ta bắt đầu tìm ra những cái chuyện, người ta nghiên cứu, người ta thấy là ồ, bây giờ mình muốn làm những chuyện kia thì mình phải làm sao mà cải thiện cái sức khỏe. Thì người ta mới bắt đầu nghĩ ồ, bây giờ tại ra là muốn cải thiện sức khỏe thì phải cải thiện ăn uống, thì không ăn uống tôi bay được. Rồi từ từ ồ, muốn cải thiện sức khỏe, tại ra là cái não nó rất là quan trọng, và cải thiện cái não mà cái bộ phận mình gọi là chất xám và cái não tràng. Rồi từ 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 mình thấy cả khoa học và cả tâm lý học, tất cả các môn này, từ 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 nó làm cho con người mình đó, bắt đầu đi vào con đường chuyển nghiệp mà mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng là tới Phật giáo thì mới chuyển nghiệp, không, đó là đã có sẵn rồi. Cho nên cái
Thì câu hỏi đặt ra đó, tại sao bạn đi cái mạng Đà Lạt, tại sao phục hồi của mình đó, thì nó giúp mình chuyển nghiệp gì vậy, giúp cái gì vậy? Thì tại ra đó là cho mình một cái nhìn mới về tôn giáo, cho một cái nhìn mới về con đường tu hành, về cái tâm linh, cho mình một cái nhìn mới đó, để mà từ đó là mình thấy rằng đó, ê, mình không phải sống là dựa vào cái bên ngoài, mà dựa vào cái bản năng, bản chất mà mình gọi là cái chân tâm bên trong. Thế nên khi bạn đi cái mạng Đà La, bạn đi những cái pháp hội như vậy, không phải là bạn làm theo. Thường thường người ta nói, ô đi lễ để mình làm theo này, mình đâu có phải. Thật ra bạn đi một cái mạng Đà La, Quan Âm cứu khổ cứu nạn như vậy, mình thay đổi thứ nhất, quan niệm thứ nhất. Tại là mình và tôi mình tu hành, mình cho dùng cho những cái người mà mình thân thương. Quan niệm thứ hai, mình tu đó, không phải là mình chỉ lễ lại như vậy là xong, không. Mình phải ngồi yên lặng, tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng của mình, cái tim nó nhẹ xuống, cái não nó nhẹ xuống, nó thư thái. Thì cái đó là cái mà mình chuyển cái sự suy nghĩ của mình. Ồ, đâu phải là mình chỉ có vậy. Cái thứ ba, ủa, mình đi thường thường, mình đi, mình tập thể, mình làm gì, mình đâu còn nghĩ tới ai. Mà mình tu thì mình lên, mình nhìn ông Phật thôi. Ồ, đúng không? Không, mình nhìn người này, mình nhìn người kia, mình cũng đọc chung với nhau. Và mình nhìn mặt nhau nha, chứ không phải là mình không nhìn nhau, mình biết đó. Và mình thấy đó, là tại ra là mình, bây giờ đó, mình ở trong một cái nhóm người mà mình kết nối với nhau để cho mình cảm thấy rằng ồ, đây là một cái màng lưới. Trời ơi, một cái sự thay đổi vô cùng. Chứ còn không đó, chỉ thấy người ta ra ngoài đường, người ta rạc, người ta vất bên này, vất bên kia, người ta đâu có cần biết ai với ai đó. Nhưng mà khi mình đi cái mạng Đà Lạt rồi, khi mình có được cái chuyện mà mình gọi là kết duyên, làm một cái sự mà trong một ngồi chung với nhau, mà tu hành với nhau, tự nhiên cái mức độ mà suy nghĩ của mình tăng cao lên liền. Ồ, dạ, mình không nên làm cái chuyện mà nó xấu như vậy. Thứ tư, các bạn biết sao không? Khi mà các bạn đi một cái pháp hội mà Đà Lạt như vậy, nó không phải là cái chuyện mình chỉ nhờ vào lễ lạy cúng kiến hay là cái lòng thành, không, mà mình vào thiền định. Mà bây giờ còn thêm một cái điều kiện rất là quan trọng nữa, mà mình gọi là cái sự cộng hưởng. Thế nào là cộng hưởng? Thì tại ra là mình biết rằng đó, nhiều khi là mình phải cộng hiến 100 giờ trong cái chuyện này, hay là mình làm 50 giờ cho chuyện kia, mình phải lạy tam bồ nhất bái, mình phải làm những cái lễ lạy để mình có được một cái mức độ mà dâng hiến lên, tức là mình gọi là social responsibility. Người à, đông chúng ta đó, mình qua bên Mỹ, thường thường đó, người bản xứ họ phê bình cái người à đông của mình, kể người Việt, người Lào, người tất cả, họ nói là mình không bao giờ mà mình có cái social responsibility nhiều bằng họ, tức là cái mình gọi là cái quan niệm về trách nhiệm của mình đối với xã hội đó nó mạnh bằng họ. Cho nên đó, mình thấy nhiều khi người ta biểu tình, mình bây giờ mình đi biểu tình, người ta đi bỏ phiếu, nhiều khi mình cũng không có bỏ phiếu, mà nhiều khi là đi phát biểu, người ta gọi là cái town hall meeting đó, là tức là cái làng, một cái khu đó, người ta có những cái chuyện để mình hội họp đó. Người Việt mình, như mình đi thì mình không hiểu cái tiếng nói, người Ả Đông như vậy, người Việt mà thôi, thường họ phê bình như vậy. Nhưng mà khi mà người Mỹ, người mà thầy biết hỏi thầy đó, mình làm cái gì đó, thì mình không, mình tới để mình cầu nguyện, mình hồi hướng công đức chúng đó, thì họ nói trời ơi, cái này là cái social responsibility, đây là một cái quan niệm về cái trách nhiệm xã hội mà rất là cao, mà cái mặt tâm linh. Thì thầy nói tôi có cái này, tôi thiếu cái kia, nhưng mà nhờ như vậy đó thì hy vọng rằng là khi mà những người khác họ về thì họ mạnh dạn hơn chút, họ làm việc trong cái cộng đồng nó dễ dàng hơn chút. Mình nói sơ sơ những cái chuyện như vậy, nhưng các bạn thấy cái sự phức tạp, và mình gọi là richness, tức là cái sự phong phú của cái mạng Đà Lạt, nó có nhiều cái chuyện lắm, chứ không phải là một chuyện. Mà những chuyện đó, tức là những chuyện bên ngoài, là mình thay đổi cái nhìn, thay đổi cái quan điểm và thay đổi cái lối sống của mình đó. Cho nên đó, cái mạng Đà Lạt chỉ có 2-3 ngày thôi, chứ mình không thể nào mình hy vọng rằng là mình đi hai ngày xong là chỉ về là chỉ thành ba thánh được. Thành ba chăng thì cũng không dễ, nhưng mà thành ba thánh càng khó hơn. Thành ra đó, mình đi 2-3 ngày, nhưng mà cái kết cuộc đó là mình thay đổi quan niệm, mình thấy ồ, cái đạo Phật nó không phải là mê tín nữa. Đạo Phật là những cái người mà rất là đẹp. Mà cái quan trọng nhất là một cái điều rất là quan trọng đó, khi mà thầy nói điều thứ năm đó, là khi bạn đi vào trong cái mạng Đà Lạt, bạn sẽ thấy là có rất nhiều người bạn, những cái người mình đã làm quen được, mình thấy họ có cái tư cách, có cái nhân cách, nhân phẩm mà mình có thể thấy kính trọng. Là bởi vì họ không phải những người mà lường gạt, không phải tới để mà đi cầu danh cầu lợi, mà thật sự họ đi tới để họ bày tỏ cái lòng của họ đối với những cái người xung quanh. Họ có cha,
đăng bình, họ tới để họ bày tỏ cái lòng thương về Cha một cách họ tu dùm, họ cầu nguyện, họ sẽ viết những cái lời mà khấn nguyện gửi lên Quan Âm, họ sẽ ở nguyên ngày họ tu chứ không phải là một ngày. Nên cái phần này rất là quan trọng, họ ở nguyên ngày đó các bạn. Thế nên mình mong là các bạn đó, mình chọn bây giờ mình nói trước về chuyện này, các bạn có thể để ra nguyên ngày tới tu tập từ sáng 8 giờ cho tới tối 9 giờ, 17 giờ ở giữa thì còn những chỗ nghỉ ngơi, để làm sao mình biểu hiện cái lòng thành. Cái lòng thành mình là quan trọng nhất các bạn. Cảm ơn thầy.